Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì trong video này Thiện sẽ giới thiệu cho anh em về hai con máy bắn cốt, một con là thương hiệu Hatsu, còn một con là thương hiệu Ayuka anh em. Thì hai con này thì giá rẻ anh em, hai giá chỉ ngoài 1 triệu một tí thôi, nhưng hàng xào thì cũng khá là ok nha anh em. Đó, thì một con đây, hai là anh em thấy thiệu Hatsu ha, con là thiệu Ayuka. Nghe anh em nghe thấy tên nữa thấy mình nghe rất là Nhật ha anh em, Hatsu Ayuka à, mình nghe rất là Nhật Bản, nhưng thực ra thì hàng này sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc nha anh em, giá rất là rẻ, ngoài 1 triệu một tí thôi ha. Đó, thì Thiện sẽ mở bên trong ra và giới thiệu chi tiết từng thứ một để anh em biết và mình nên chọn được con máy nào anh em. Đó, thì đây là hai cái chân này, hai cái chân thì như nhau rồi nha anh em. Đó, chân này thì đơn giản rồi, đa số thì máy nào như máy nào ha, máy xịn hay máy đẻo gì đó thì nó cũng như nhau rồi, cái chân này thì không quan trọng lắm ha. Rồi, thì cái chân này thì mình kéo ra hết độ dài của nó rơi vào tầm khoảng 1m2 nha anh em. Đó, thì giờ thì tập trung về hai con máy nhá. Đây, đầu tiên là con Hatsu đi, con Hatsu thì mở ra nó sẽ có một thùng như thế này đây, và con Ayuka cũng sẽ có một thùng cho anh em luôn ha. Đó, thì bên ngoài mình thấy về hai cái thùng thì theo Thiện đánh giá thì cái thùng con Hatsu này ha, cái thùng con Ayuka này nó sẽ đẹp hơn anh em. Đó, nó đem găng guốc rồi nói chung thiết kế màu mẻ nó sẽ đẹp hơn cái thùng nha. Rồi, Hatsu 1 điểm ha, Ayuka 1 điểm. Rồi, bắt đầu mình mở bên trong nè. Đây, bên trong. Rồi, đây, cái máy đây. Đây, đây máy à. Giá hai con này thì rất là rẻ thôi anh em ha, nên anh em mình lựa chọn mình sử dụng mình làm nghề rất là ok đó ha. Đây, hai thằng máy này. Rồi, phụ kiện bên trong nha, sạc nè, con này cũng có sạc, rồi là dây bầu vợ, dây đeo anh em, hai dây đeo, con này cũng có dây đeo luôn. Rồi sẽ tiếp tục nha anh em. Đó, con này có kính nè ha, con này cũng có kính luôn. Đó, tỷ số đang là đều anh em. Rồi tiếp tục thì con này nó sẽ có một hộp pin dự phòng. À, hộp pin này thì anh em về anh em có thể gắn pin tiểu vô anh em, gắn pin tiểu với mình sử dụng nhé. Hộp pin rời cho anh em nhé. Hộp pin này thì anh em có thể mở nắp này ra và anh em bỏ 3 viên pin tiểu vào đây ha, ba viên pin con thỏ đó anh em, để anh em sử dụng ha, là mình làm hộp pin secu nha anh em. Đó, đó là điểm gọi là điểm cộng ha, điểm cộng so với con Hatsu ha anh em. Rồi thì về tổng thể bên ngoài anh em thấy ha, hai con thì màu cũng khá là nổi bật, con này thì màu đỏ, con này thì màu xanh lá cây ha. Đó, thì về cơ bản thì chức năng nó như nhau thôi anh em ha, bật này ha. Thì như anh em biết rồi ha, ngày xưa thay vì mình muốn biết được một điểm này nó bằng điểm với điểm này thì mình phải tốn hai người cầm hai đầu ống tia vô anh em. Đó, mình cầm hai đầu mình canh lên mình biết hai điểm nó bằng nhau, nhưng thời buổi hiện tại nó tiên tiến rồi anh em ha, không ai đi làm cái mấy cái chuyện đó nữa đó. Người ta sẽ đầu tư một con máy tia như thế này ha, có tiền á thì mình đầu tư một con máy xịn máy tốt, còn không có tiền thì mình đầu tư những con máy vừa tiền như thế này thôi anh em, là mình dùng cũng khá là ok rồi ha. Đó, rồi thì anh em mới thấy ha, hai tia của hai con thì theo thì đánh giá thì nó cũng xem nhau anh em ha, về độ sáng thì nó cũng xem nhau, và con Ayuka này nó sẽ sáng hơn một tí ha. Anh em có thể nhìn lên căn nhà mình thấy ha, đây là cái tia của Ayuka này và đây là cái tia của Hatsu này ha, thì Ayuka nó sẽ sáng hơn một tí anh em, thì đánh giá là thế ha. Còn về độ chuẩn thì anh em yên tâm ha, hàng ở đây thì tiền bán rất là nhiều rồi nên độ chuẩn thì anh em yên tâm. Về những cái nút điều khiển anh em, chữ V là tia đứng nè, à tia đứng thì con này cũng là chữ V là cũng là tia đứng ha, như nhau hết. Chữ H là tia ngang thì con này vẫn là chữ H tia ngang. Cái nút AO chỗ này á là để độ sáng tối của tia, thì thằng Hatsu này thì mình không thấy rõ được, nhưng thằng Ayuka thì mình thấy rõ được ha, trình độ sáng tối của tia. Và đều hai con đều có cái chức năng là khóa tia nha anh em, đây khóa tia. Đó, tít một phát là khóa tia, con này thì cũng vậy. Đó, tít một phát khóa tia là có nghĩa là mình nghiêng nè, mình canh mình kê những đường xéo hay mình làm những đường xéo thì nó sẽ không bị kêu ha, không bị kêu. Còn khi anh em không có muốn khóa tia nữa thì anh em nhấn vô. Đó, nó cứ tít một phát là xong nhé. Đó, tít một phát là xong, có nghĩa là cũng là hết khóa tia này. Thì khi máy bị nghiêng ha, mặt bằng không còn chính xác nữa thì máy nó sẽ kêu báo hiệu cho chúng ta biết là mặt bằng nó đang bị nghiêng. Đó, thì tùy vào mục đích anh em sử dụng mà anh em phải điều chỉnh trong bộ điều khiển này. Thì con Hatsu á, nó có một lợi thế hơn con Ayuka là cái nút ở đây là nút cảm ứng nha anh em. À, nút cảm ứng bấm rất là nhẹ nhàng, cảm ứng như điện thoại vậy đó anh em ha, bấm cũng khá là thích. Còn thằng Ayuka này thì nó làm bằng cơ ha, mình bấm mình phải dùng lực một tí. Đó, đó là điểm khác biệt ở cái bộ điều khiển nha anh em. Rồi ha, về dung lượng pin á, thì cũng hai thằng nó cũng xem nhau thôi anh em ha, cũng không có cái nào mà gọi là chênh lệch nhỉnh hơn với con nào cả ha.
đó thì anh em thấy ha, toàn bộ nói chung là tổng thể thì hai con này thì nó cũng xem giá nhau anh em ha. Anh em nào mà thích một con mà tia nó sáng một tí ha, sáng một tí và nó sẽ có hấp pin rời cho anh em này thì anh em nên chọn con Ayuka ha. Còn anh em nào mà mình muốn cái màn hình cái hệ điều thống điều khiển như này á, đoàn cảm ứng ha, tia nó tối ưu tiên cũng không sao đó, thì anh em chọn con Hatsu đó, thì hai con này nó xem giá nhau anh em đó, giá chỉ ngoài 1 triệu thôi nhá đó. Rồi thì anh em sử dụng những con tia laser như thế này á để cân mặt bằng ha, bắn cốt đó, thì anh em nên lưu ý những việc sau nè. Thứ nhất là khi anh em sử dụng tránh để rơi rớt nha anh em ha, tránh để rơi rớt. Chẳng hạn như mình làm mình trong công trình mình chẳng hạn mình đụng chúng mình va đập gì đó mình nó rớt xuống đất thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con máy nha anh em, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới con máy đó. Thì những con máy như thế này dù là máy mắc tiền hay máy rẻ tiền này anh em hạn chế tối đa, thậm chí là anh em phải cẩn thận nhất có thể để không bị rớt nha anh em đó. Trong công trình thì rất là nhiều người và đi qua đi lại rất là dễ bị ngã anh em đó, thì anh em nên lưu ý trong vấn đề đó, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi anh em sử dụng con máy này thì vì sẽ ví dụ luôn, khi anh em đang mở máy và một pin này nó hết pin ha, một pin này hết pin thì mình rút ra, mình rút pin ra mình sạc nhá, mình rút pin ra mình sạc. Thì trong lúc này anh em thấy đèn đã tắt nhưng con máy chưa khóa nha anh em cầm này anh em bỏ cho thùng là sai nhá, sai hoàn toàn. À, anh em bỏ cái thùng thì khi anh em di chuyển con máy nó sẽ vẫn cái những cái đèn anh em nó vẫn lúc lắc trong này đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới những cái đèn ở trong anh em đó. Thì khi anh em hết pin đúng không, anh em rút pin anh em sạc thì anh em phải tắt máy luôn đó, thì lúc đó những cái đèn nó bị mới được khóa lại ha, con máy nào nhà tôi anh em đó, anh em phải khóa, anh em phải tắt máy này đèn nó mới khóa lại này. Còn anh em không tắt máy ha, mặc dù hết pin đèn không sáng nhưng con máy nó vẫn không khóa nha anh em đó, thì đó là những cái điều mà anh em nên cần lưu ý để mình sử dụng con máy bắn cốt nó bền hơn nha anh em. Rồi thì hai con này thì nó xem giá nhau nha anh em đó, nó chỉ ngoài 1 triệu một tí thôi. Anh em mà muốn biết giá thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới góc hình giúp Thiện nha, hoặc là để lại số điện thoại của anh em bên dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp để tư vấn kỹ hơn về hai mẫu sản phẩm này cho anh em biết thêm thông tin nha anh em. Anh em xem video cho Thiện một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm thêm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video mới á, anh em có thể biết và xem tham khảo những sản phẩm bên Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo.